năm đại pháp thì nó có phải năm giới hay không thì không phải nha. Nó có năm đại thí trong cái bài kinh ngày thứ ba đấy, thì nó gọi là năm pháp đại thí. Năm pháp đại thí này là gì? Đây là thí của cải, thí tài sản ấy là một, thí vợ là hai, thí con là ba, thí tứ chi là bốn, và thí mạng sống là năm. Đó là năm pháp đại thí. Thành ra có nhiều vị họ hỏi sư là tại sao là phải một vị Bồ Tát là phải luôn luôn có một người nữ bên cạnh. Tại vì đơn giản như thế này, trong năm pháp đại thí đó, có một cái là thí vợ, mà bây giờ cái người phụ nữ nào mà họ sẵn sàng để họ giúp Bồ Tát hoàn thành cái chuyện này, tức là khi mà Bồ Tát thí người vợ của mình ấy, họ sẵn sàng họ đi, hả, họ đồng ý cái chuyện đó, người đó không phải chuyện đơn giản. Một người dám buông và một người dám bỏ nó không đơn giản đâu, mà đang yêu thương nhau hết lòng nha, đang yêu thương nhau hết mực nha, chứ không phải kiểu mà no sôi chán chè rồi nhìn mặt nhau thì nó ngán, không phải chuyện đó. Thành ra cái người mà phụ nữ mà giúp đỡ Bồ Tát mà phải kinh khủng, không phải ai cũng đơn giản mà được như vậy đâu đây. Rồi ngay cả cái người mà nguyện làm con của Bồ Tát cũng vậy đó, sẵn sàng hy sinh, luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng hy sinh, tức là Bồ Tát mà ai sinh con là ngài cho là cũng phải sẵn sàng để mình vui lòng mình đi theo người ta làm người hầu, làm kẻ hạ đấy, hoặc là bỏ luôn cả cái mạng của mình ấy. Nó không có đơn giản đâu. Cho nên đó là năm pháp đại thí: thí tài sản, thí vợ, thí con, thí tứ chi và thí mạng sống. Đó là năm pháp đại thí. Ngoài ra thì còn có ba pháp hành, nói theo đó là do đọc kinh đi, tụng cho nên là nó bị chạy chữ. Nói cho đúng ra là ba pháp hạnh chứ không phải là ba pháp hành. Ba pháp hạnh nhưng mà cái kiểu mà vần ấy, cho nên là tự nhiên, và ba pháp hạnh thì tự nhiên là nó cái âm nó không có nó không có khớp với nhau, mà đọc nó không có suông, thành ra là đọc chạy thành ba pháp hành, chứ thực tế đúng là ba pháp hạnh. Ba pháp hạnh đó là gì? Thứ nhất á, là thế gian lợi ích hạnh, tức là làm những cái việc mà lợi ích cho chúng sanh đây. Rồi cái thứ hai đó là thân thích lợi ích hạnh, có nghĩa là làm những cái thiện pháp vì lợi ích cho thân bằng quyến thuộc. Cái thứ ba đó là giác ngộ lợi ích hạnh, tức là thực hành những pháp mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Mà quý vị hỏi là ủa như vậy là phải ba pháp hành cũng được không? Không không không, cái Chari giá nó là hạnh chứ không phải là hành. Hành là cái hành động. Ví dụ như là gác cha tí thì nó mới là hành động, thì lúc đó mình mới dịch là hành. Còn cái này là Chari giá nó là hạnh.